Thưa quý vị, đội rác tái chế lấy quà là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền để ngày càng nhiều người dân cùng phân loại rác tại nguồn, chung tay để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây có thêm chương trình đổi rác lấy quà trên điện thoại Green Day thu hút hơn 4.000 lượt người dân tham gia. Dạ, con tên là Nguyễn Đức Phương Nam. Dạ, con mang rác lại đến đây để đổi quà, con thấy rất vui để con mang cái bình này đi học ạ. Nếu như có sự kiện như thế này tiếp nữa thì con sẽ phân loại rác nhiều hơn để mỗi khi có sự kiện như thế này con sẽ mang đi đây đổi. Điểm khác biệt của chương trình là sẽ có ứng dụng ghi rõ mỗi quà tặng ứng với bao nhiêu điểm. Người dân được tích điểm trong mỗi lần đổi rác và có thể cộng dồn vào các lần tiếp theo. Anh thấy tích điểm này là một cái chương trình cũng hay. Mình tích điểm càng nhiều thì mình sẽ có nhiều quà trên đó để cho người dân mình tạo cái thói quen gom rác và phân loại rác. Triển khai từ tháng 4 năm 2023 đến nay, dự án đã có mặt tại 7 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh với các địa điểm như trước trụ sở Ủy ban nhân dân phường, trường học, nhà khu phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đến đổi quà. Cái này là quá thuận lợi luôn, dân người ta khổ cái mang đi xa, nhiều người ta mang đi xa người ta ngại. Chứ lại hơn nữa là người ta mất làm, người ta không có thời gian, có nghĩa là mình chạy sắp chút xíu cũng có thể là xong công việc. Cái mô hình này là thiết thực với người dân ở địa phương, người dân có thể trực tiếp phân loại những cái loại rác để đổi lấy những phần quà thiết thực như này thì vô tình tạo được cho người dân là ý thức bảo vệ môi trường chung. Em có mang được 5 cái giấy để đổi quà, em hiểu rõ hơn về phân loại rác và biết phân loại rác nhiều hơn. Hoạt động Green Day này rất là ý nghĩa và mong muốn là sẽ được nhân rộng nhiều hơn để các bạn sinh viên có thể là tiếp tục duy trì được cái việc mà thu gom rác, phân loại rác và có thể là tiếp tục cái hành trình mà tích điểm đổi quà của mình trong cái hoạt động Green Day này. Chúng mình thì cũng đã triển khai được tới đây thì khoảng là 65 cái buổi chương trình với tổng khối lượng rác thu gom được là trên 7 tấn rác tái chế bao gồm giấy, nhựa, kim loại và vỏ hộp sữa đã được làm khô, làm sạch và thu hút được hơn là 4.000 lượt người dân tham gia. Trong thời gian sắp tới thì bên mình sẽ tiếp tục kết nối với các địa điểm, các quận huyện khác còn lại trên địa bàn thành phố để nhằm lan tỏa cái ý nghĩa và cũng như là cái hoạt động của chương trình này tới người dân hơn. Phân loại rác tại nguồn, hành động cần tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân. Đổi rác tái chế lấy quà sẽ là một trong những hoạt động ý nghĩa để người dân vừa có được những món quà thiết thực, vừa thông qua đó lan tỏa hành động bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.